này thời tiết có tí gọi xe lạnh của mùa thu các bạn. Gió khá to, gió đông bắc về. Đây, em đang đứng ở một cái hố lò gạch, vẫn hố đại đồng các bạn. Bèo này là giòn đây đéo. Chỗ này câu tuyệt vời luôn ý. Một cái là nó gì thôi. Ở đây có chú câu lục này. Đấy, chú được một con cá rô phi cũng rộng rộng. Hôm nay vẫn tiếp tục đánh nghề chỗ này các bạn nhé. Hôm nay đánh một cây cần mới mới được chú shop tặng cho cái cây Sakura Song Bảo. Giá khoảng 800, cây 36 giá khoảng 800 các bạn nhé. Cây Sakura tím thì hiện tại ra thêm một cây Sakura xanh rồi. Ở cái bè kia vẫn rất nhiều cái câu, nhiều cái thú câu kia. Sáng sớm đã 3 con thú đi, ngược sáng là hơi tối tí. Ra cho các bác xem cái cây cần mới của em nhé. Này, em mới được tặng cái này. Thì bữa trước hôm em lên em lấy cái cây cần ba phi non ấy, 63 thì được ông anh chủ shop tặng luôn cho cái cây cần 36 Sakura tím này. Hiện tại nó đang ra một mẫu mới, mẫu Sakura xanh, xanh dương, à xanh gì, xanh da trời, à quên, xanh lá chuối, xanh gọi là xanh lục ấy. Thì bác nào muốn đặt hàng thì có thể vào Facebook Hoàng Nguyễn Fishing nhé. Cây này nó cũng khá là nhẹ, nó rơi tầm khoảng 66-68 gram này các bạn, 36. Em test thấy đầu này khá là ok. Đây, hoa văn này các bạn. Đấy, hoa văn. Đây là một trong những cái phiên bản Sakura được rất là ưa chuộng của cái mẫu cần Song Báo. Và bây giờ thì test cần nhau nhé. Ngồi câu ngay gần để xem có nước đang lên. Ôi, cái gì đây? Một con. Chưa kịp mắc vật. Chưa kịp mắc vật. Con này dây mình. Giết phát đi. Vào trong đấy. Giết phát. Khiếp hồn. Mất cái vật. Làm em rồi. Nó ở đây nó gì nó dễ trôi lắm, mình phải cẩn thận. Nó vào nó ăn rồi chưa? Quả này nắm dẻo. Thế là nó đẩy. Nó đẩy đi ngay. Em nó nha. Chưa kịp mặc vạt luôn. Nước sâu dòng sưng thật đấy. Rít. Làm quá khác. Cho thêm đất vào. Đây cục đất rồi. Gần quá. Không phải. Là gì chứ? Rồi, hai em. Ăn mạnh. To đấy. Hai em, nhanh như gió. Về đấy. Ui, con này to. Con này to đấy. Sakura. Ôi thôi. Mong mong mong. Nặng quá. Mà bắt lấy cái mùa hiếm này đã tranh thủ vào cắn mình. Này mạnh đấy. Nước nó ấm. Gió bấc những nước lại ấm như này. Nó mát dài cái là cá bắt đầu đi ăn. Nhưng bây giờ chưa còn nóng. Bãi à. Xuống đi. Quên không mang cái mũ này về. Chùm cái mũ ở hiếm như vậy. Vớt cái bèo, tùng bèo lên xong rồi để thong thoáng để đánh. Nước này nhanh thế. Tí lại phải. Ôi tủ thế. Hai phát bóng. Chú. Này cá ăn mạnh các chú. Triển khai nhanh, bào nhanh. Hả? Này cá ăn mạnh, bào nhanh. Ăn đâu? Ăn mạnh lắm. Ăn mạnh à? Vâng. Điểm vừa đẹp, thoáng, yên tĩnh, có cá. Còn bài gì đấy? Ví dụ như hôm nay này. Ôi thôi, ba con bong rồi, bực thật. Không, lấy đôi nhưng mà đóng sao này toàn bong, hai cái nữa để đéo sao? Đóng nên dòng tí bong. Đen thật. Qua tầm ba bận đi. Bông vừa, bông nhiều quá là ghét đấy. Thôi lại bong rồi. Ô tổ. Đây không ổn. Thay nữa ấy. Bực mình. Kéo không mấy được bóng cần rồi. 4 phát rồi. Chứ còn gì nữa. Tao quá tam ba bận này mày. Đến bận thứ tư nào. Cho mày vào phát đi. Ủa, anh em bạn bè đấy. Mãi để con đấy. Luôn. Từ đấy là toàn bong, mày bong đi. 7 phát lên luôn. Rồi. Hơi bé. Hơi bé tí. Hơi bé tí thôi. Bắt hết mình. Tỏ bự, úi giời. Kho mặn ăn cả tháng. Cần này cứng cái nồi con đấy. Rồi, ôi thôi. Lại bong. Ngày gì nhỉ? Đây đây. Ui giời, bé tí cào người. Cào người. Bé tẹo. Con dập dao dành. Bé to dần lên rồi này, bé dần xuống rồi đéo này. Thế tả. Càng ngày nó càng bé đi. đi này. Thôi, ngày gì nhờ? Từ cần ngắn đến cần dài đều bong. Xem con câu ở trong đấy. Ở lưới thì cá ở ngoài nó đi vào nó kiếm ăn. Thôi đéo có sót. Chờ từ tối hôm qua mà con đặt phát đéo là muộn quá. Con gì đấy? À, đây rồi. Sophie. Đâu ở đây? Mày bong nó đi. Ta đi nó mấy lần nhưng ta chẳng hỏi tên nên nhớ số biết số điện thoại đó thôi chứ còn đấy thì nó có đi câu rồi đó. Ừ nó không đi thì nó bảo nó. Biểu sao mấy ông nào nhỉ? Ông nào câu thẻo kìa. À bạn câu thẻo đấy à? À câu thẻo. Cắm cần thì kia được thẻo. Sophie. Cá các bạn đấy, thành quá đấy. Hôm nay còn bong khá là nhiều ấy. Bong phải 5-7 con đấy, toàn con to. Đây con này kinh khủng, con này chắc tầm khoảng 7-8 lại. Con cá vèn to lắm. Vèn to lắm các bạn. Đấy. Nhưng cá rô nó không phải nhỏ. Được mấy con bong mấy con tí vậy. Các bạn nhìn xương. Hôm nay đánh cần Sakura màu tím 4H 36 các anh nhé. Thì bác nào muốn trải nghiệm đặt hàng sản phẩm thì nhắn tin vào Zalo cho em. Em đã cái Zalo thông qua số điện thoại đây các bạn nhé. Cái link Facebook fanpage đây các bạn. Đấy, các bác có thể vừa đặt hàng sản phẩm cám, có thể đặt hàng cần cũng các thứ các bác phụ kiện đồ câu nhé. Thì em sẽ chốt đơn liên hệ đến cái cửa hàng em liên kết để gửi cho các bác. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Con này hơi bé này, mỗi con bé. Con bé em quảng sao cho thụng, quảng sao cho sụng. Ok, em sẽ kết thúc video tại đây các bác nhé. Bác nào yêu quý kênh đừng quên nhấn like, đăng ký và chia sẻ video. Các bác đừng quên trải nghiệm sản phẩm bên em nhé. Sophie chép giếc chấm trôi.